Xin chào thầy, đã đến với buổi thuyết trình của nhóm em hôm nay. Em tên là Nguyễn Trọng Duy và thầy Nguyễn Mỹ Tiên đến thuyết trình về chuyên đề quan niệm trong thực hành dinh dưỡng và sự phối hợp thực phẩm. Chuyên đề gồm 4 mục: khái niệm, một số quan niệm về thực hành dinh dưỡng, quan niệm sai lầm trong thực hành dinh dưỡng, những sự phối hợp thực phẩm liên quan đến sức khỏe. Đầu tiên ta đi vào khái niệm. Dinh dưỡng là gì? Dinh dưỡng là việc cung cấp các chất cần thiết cho các tế bào và các vi sinh vật hỗ trợ sự sống. Nó bao gồm các hoạt động ăn uống, hấp thu, vận chuyển và sử dụng các chất dinh dưỡng và tiết chất thải. Dinh dưỡng liên quan đến việc cải thiện sức khỏe của trẻ sơ sinh, trẻ em và bà mẹ, hệ thống miễn dịch khỏe hơn, mang thai và sinh con an toàn hơn, giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm và kéo dài tuổi thọ. Thực phẩm là gì? Thực phẩm là hấp ăn, là bất kỳ thực phẩm nào bao gồm chủ yếu các chất, chất bột, chất béo, chất đạm, khoáng chất hoặc là nước mà con người hay động vật có thể ăn hay uống. Một cách cơ bản là hữu hạn các chất dinh dưỡng nhằm nuôi dưỡng cơ thể hay là vì sở thích. Các thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, thực phẩm có nguồn gốc từ động vật hay vi sinh vật hay các sản phẩm chế biến từ phương pháp lên men như rượu, bia. Thứ hai, ta đi vào một số quan niệm về thực hành dinh dưỡng. Nhu cầu dinh dưỡng đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đối với trẻ từ 0 tới 6 tháng tuổi, giai đoạn mà sữa mẹ là ưu tiên hàng đầu nên cho trẻ bú bất cứ khi nào trẻ có nhu cầu. Đối với trẻ ngoài 6 tháng tuổi là giai đoạn trẻ cần thêm năng lượng và các vi chất khác để phát triển, là độ tuổi quan trọng để phát triển về thể lực lẫn trí tuệ. Đối với trẻ từ 6 tới 24 tháng tuổi, sữa mẹ ở giai đoạn này không đủ để cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển toàn diện ở trẻ, vì thế cần phải bổ sung thêm các thức ăn giàu dinh dưỡng, đặc biệt là thức ăn giàu sắt. Hướng dẫn thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Bản này là hướng dẫn thực hành nuôi dưỡng trẻ từ 6 tới 24 tháng tuổi và những bữa ăn trong ngày. Nhu cầu dinh dưỡng đối với phụ nữ mang thai, health healthy trong suốt thai kỳ, bà bầu cần bổ sung năng lượng gồm carbohydrate, protein, chất béo, ngoài ra cũng cần vitamin, chất khoáng cần thiết. Hàng ngày bà bầu cần bổ sung các nhóm chất sau: chất dinh dưỡng gồm calo, canxi, axit folic, sắt, protein, vitamin E, dinh dưỡng ngày vậy. Áp dinh dưỡng hợp lý cho phụ nữ mang thai và bà mẹ có cho con bú giai đoạn 2016-2020, mức tiêu thụ trung bình của một người trong một ngày. Tại sao sữa mẹ lại quan trọng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ? Nó gồm hai lợi ích cho mẹ và lợi ích cho bé. Đầu tiên đi vào lợi ích cho bé: làm giảm nguy cơ mắc các bệnh dị ứng tràm và nhiễm trùng tai, thúc đẩy sự phát triển của xương hàm. Chất sắt trong sữa mẹ luôn dễ hấp thu hơn chất sắt trong sữa công thức. Sữa mẹ luôn tốt cho sự phát triển của trí thông minh, thị lực, hệ thần kinh và ruột của bé. Trẻ bú mẹ thường ít bị bệnh hơn trẻ được nuôi bằng sữa công thức. Sữa mẹ luôn cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng khi mà bé cần trong 6 tháng đầu đời. Lợi ích cho mẹ: giúp mẹ nhanh chóng trở lại trọng lượng như lúc trước khi mang thai, tử cung co bóp, trục xuất các sản phẩm còn sót lại như nhau hai, màng nhầy, giúp sớm chấm dứt hiện tượng chảy máu âm đạo sơ sinh, giảm khả năng phát triển ung thư buồng trứng, ung thư vú giai đoạn tiền mãn kinh, làm giảm khả năng phát triển các bệnh loãng xương, bệnh tiểu đường loại 2, giúp tiết kiệm tiền mua sữa cho bé. Con bú thường đòi hỏi phải ở tư thế ngồi hoặc là nằm, tăng cường tình cảm giữa mẹ và con. Sau đây xin mời bạn Tiên thuyết trình phần tiếp theo. Xin chào thầy, thì em xin trình bày tiếp ý kiến của bạn Nhi, đó là quan điểm sai lầm trong thực hành dinh dưỡng hiện nay và nhân gian. Thì trong sự phát triển ngày càng hiện đại, con người ngày càng có kiến thức yêu cầu cao hơn về và có những quan điểm đúng đắn trong thực hành dinh dưỡng, nhưng bên cạnh đó thì có một số quan điểm sai lầm như là ăn kiêng sau sinh là một trong những quan điểm như thế. Theo quan điểm nhân gian thì các bà mẹ phải kiêng rất là nhiều loại thức ăn vì nhiều lý do khác nhau, như không ăn rau cải vì sao sẽ bị xấu tiểu, không ăn tôm, cua và cá, hải sản vì tanh em bé sẽ bị tiêu chảy. Mẹ hậu sản, nhiều bà mẹ sau sinh không có đủ sữa cho con, thường ăn cháo chân giò hầm kéo dài, hay ở nhiều nơi sản phụ sau sinh ăn nghệ thường xuyên với quan niệm ăn nhiều nghệ sẽ có tác dụng bổ máu. Bên cạnh đó cũng có những bà mẹ muốn nhanh chóng lấy lại bốc kiến của mình nên là đã cắt khẩu phần ăn của mình, làm cho bữa ăn trở nên ít phong phú và thiếu đi nhiều dưỡng chất cần thiết. Vậy phụ nữ sau sinh có nên ăn kiêng không? Dù là sinh sinh thường hay sinh mổ thì người mẹ cũng mất nhiều sức lực, còn phải có quá trình phục hồi này còn phải đòi hỏi thời gian dài và chế độ sinh hoạt phù hợp, vì sau khi sinh là thời điểm người mẹ thiếu nhiều chất nhất vì đã mất rất nhiều năng lượng, máu và nước trong quá trình mang thai và sinh nở. Vì thế bên cạnh quá trình nghỉ ngơi thì phụ nữ sau sinh cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý để phục hồi sức khỏe và thể trạng của mình. Vì thế phụ nữ sau sinh không nên ăn kiêng vì sẽ làm cho sức khỏe không những suy yếu mà còn ảnh hưởng đến chất lượng sữa của bé. Nếu sữa không đủ dinh dưỡng thì sẽ dẫn đến trẻ bị suy dinh dưỡng và không phát triển như bình thường được.
Tiếp theo là một quan điểm là không nên cho trẻ nhỏ uống sữa non lúc mới sinh. Đây là một trong những quan điểm khá phổ biến hiện nay. Thì theo quan điểm của đa số người mẹ thì trong sữa non chứa nhiều thành phần không tốt, màu sữa non có màu vàng, nên không tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ. Trẻ uống vào sẽ có hại đến sức khỏe của mình, chẳng hạn như là khó tiêu hóa và đầy bụng. Vậy có nên cho trẻ sử dụng sữa non hay không? Thành phần của sữa non thì sữa non có nhiều protein và ít carbohydrate và chất béo hơn sữa mẹ trưởng thành. Sữa non giàu immunoglobulin A giúp bảo vệ trẻ khỏi bị nhiễm trùng. Sữa non đầu tiên có lượng kháng thể đậm đặc gấp 8 đến 12 lần lượng kháng thể của sữa trưởng thành. Sữa non đầu tiên nhiều muối và ít đường hơn sữa trưởng thành. Sữa non cũng giúp thiết lập hệ vi sinh đường ruột bình thường ở trẻ sơ sinh, tạo ra một lớp phủ cứng trên dạ dày và ruột của bé để giữ cho vi trùng không gây bệnh, giúp ngăn ngừa bệnh vàng da, loại bỏ các chất độc hại. Sữa non cũng cung cấp cho não, mắt và trái tim của bé một sự pha trộn đúng chất dinh dưỡng để phát triển, chứa hàm lượng protein, muối, chất béo, vitamin cung cấp đầy đủ cho bé. Sữa non là thức ăn hoàn hảo cho trẻ sơ sinh, giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu thấp ở trẻ sơ sinh. Tiếp theo là nội dung là sự phối hợp thực phẩm liên quan đến sức khỏe. Thì theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, UNICEF và Viện Dinh dưỡng, thì bữa ăn càng đa dạng, càng phối hợp nhiều loại thực phẩm thì càng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. Bữa ăn hợp lý thì cần có ít nhất 5 trong 8 nhóm thực phẩm, có từ 10 loại thực phẩm trở lên. Vậy vai trò của sự phối hợp thực phẩm trong bữa ăn như thế nào? Thì nó giúp cải thiện dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe và phòng chống bệnh tật. Nên phối hợp thức ăn như thế nào? Ăn đa dạng, đảm bảo đủ 4 nhóm thực phẩm: chất bột, chất đạm, chất béo, vitamin và muối khoáng. Cơ thể con người cần được cung cấp hàng ngày rất nhiều chất dinh dưỡng khác nhau để xây dựng và đổi mới cơ thể, để đảm bảo hoạt động các cơ quan tổ chức trong cơ thể nhằm duy trì sự sống, tăng trưởng, phát triển và lao động của con người. Các chất dinh dưỡng này đều do 4 nhóm thực phẩm chính cung cấp: nhóm chất bột đường, nhóm chất đạm, nhóm chất béo, nhóm vitamin và khoáng chất. Nhưng không phải sự phối hợp dinh dưỡng nào cũng mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Vì thế, với quan điểm là một người tiêu dùng thông minh, chúng ta cần phải có những kiến thức phù hợp về sự phối hợp thực phẩm dinh dưỡng. Sự phối hợp thực phẩm thì chia làm hai loại: có lợi và có hại. Thì có lợi là kết hợp cà chua và bông cải xanh. Khi kết hợp hai loại thực phẩm này với nhau thì hỗn hợp giúp làm chậm sự tăng trưởng của các khối u, gây ung thư vú và gây ung thư vú ở nữ giới và gây ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới, tốt hơn rất nhiều lần so với ăn riêng lẻ từng món. Sự kết hợp thứ hai là kết hợp cá hồi và nghệ. Hai món này kết hợp lại với nhau sẽ giúp làm chậm sự phát triển của khối u, đặc biệt là ung thư vú, tốt hơn so với ăn riêng biệt. Các nhà khoa học cho rằng DHA trợ giúp các tế bào sử dụng curcumin tốt hơn. Nghệ có tác dụng chống viêm và chữa lành vết thương. Cá hồi chứa rất nhiều protein. Nếu hai loại thực phẩm này được kết hợp với nhau thì axit béo omega 3 trong cá hồi sẽ tăng, giúp bảo vệ thần kinh, chống lại các tác nhân gây lão hóa. Ngoài ra nó còn tăng hàm lượng HDL, một loại cholesterol tốt, giúp cải thiện sức khỏe và tim mạch. Sự phối hợp thực phẩm có hại bao gồm là không nên uống rượu bia khi ăn hải sản, vì sự kết hợp giữa bia và hải sản sẽ dễ gây nguy cơ mắc bệnh gút hoặc làm bệnh tái phát nặng hơn. Không nên ăn những loại thực phẩm chứa hàm lượng cholesterol cao cùng lúc hoặc quá nhiều. Cholesterol cao ở người trưởng thành không mang thai thì có liên quan đến tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, gây bệnh tim mạch, tổn thương nội mô, tăng huyết áp, tiểu đường, hút thuốc, cũng như dư thừa lipoprotein, cho phép lắng đọng lipoprotein vào trong lòng thành động mạch. Qua thực hiện chuyên đề này em đã học được những điều gì? Thì qua thực hiện chuyên đề này em đã học hỏi được nhiều hơn, ví dụ như biết cách tìm được nhiều tài liệu hay và bổ ích, lọc ra được nhiều tài liệu nhanh hơn, sử dụng được công cụ hỗ trợ cho việc học một cách nhanh chóng, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, nói năng lưu loát hơn nhờ phần thuyết trình, tích lũy được nhiều kinh nghiệm để làm cái chuyên đề sau này. Sau đây sẽ được trả lời câu hỏi là: qua chuyên đề theo em những khía cạnh nào cần được quan tâm và thực hiện, vì sao? Theo em những khía cạnh cần được quan tâm và thực hiện là vấn đề thực hành dinh dưỡng, sự phối hợp thực phẩm của phụ nữ mang thai và bé dưới 24 tháng tuổi, bởi vì hai khía cạnh này ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ tương lai. Nếu việc phụ nữ mang thai được chăm sóc tốt về mặt dinh dưỡng, sử dụng thực phẩm đúng cách thì trẻ được sinh ra khỏe mạnh, giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc các bệnh và tình trạng sinh dinh dưỡng ở trẻ. Cần chăm sóc tốt trẻ ở giai đoạn 24 tháng tuổi vì giai đoạn này trẻ rất nhạy cảm, mới tiếp xúc với môi trường mới, có nhiều tác hại đối với trẻ hơn so với môi trường trong bụng mẹ. Trong giai đoạn 24 tháng tuổi này, nếu chúng ta quan tâm và chăm sóc tốt trẻ nhỏ thì những giai đoạn về sau thì trẻ sẽ sinh trưởng, phát triển toàn vẹn và tốt hơn. Phần trình bày của em xin hết. Đến đây thì bài thuyết trình của chúng em xin hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.